Sáng ngày 25 tháng 5, thị xã Đông Triều đã tổ chức tuyên dương học sinh xuất sắc tiêu biểu năm học 2014-2015. Dự lễ tuyên dương có đồng chí Trần Văn Vinh, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. Tại buổi lễ, 167 học sinh tiểu học, trung học cơ sở của thị xã đã đạt giải cao tại cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia đã được Ủy ban nhân dân thị xã tuyên dương khen thưởng. Trong năm học 2014-2015, toàn thị xã đã có gần 900 em học sinh đạt giải trong các cuộc thi từ cấp huyện đến cấp quốc gia, trong đó hàng trăm giải nhất và giải nhì như hội thi viết chất đẹp tiểu học, học sinh giỏi các môn văn hóa, học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay, sáng tạo khoa học kỹ thuật, viết Olympic toán, viết Olympic tiếng Anh trên Internet. Nhiều em đã đạt giải cao trong các cuộc thi cấp quốc gia như Em yêu lịch sử Việt Nam, viết thư UPU lần thứ 44, Olympic tiếng Anh trên Internet để đạt được thành tích trên trong năm học qua ngành giáo dục và đào tạo thị xã đông triều đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn công tác đào tạo học sinh về văn hóa với các hoạt động ngoại khóa đồng thời tiếp tục đầu tư chất lượng mũi nhọn thông qua việc bồi dưỡng thành lập đội tuyển học sinh giỏi và các mô hình lớp trọng điểm lớp học thông minh